Bây giờ ở đây có một câu hỏi đây: thưa thầy, người Phật tử giữ ngũ giới mà còn đi casino, như vậy có tội gì và phạm vào giới nào? Giới tham, xin thầy giải rõ. Trước hết là xin thưa đại chúng là người Phật tử tại gia đó, căn bản quý vị giữ 5 giới. Rồi bây giờ nói chữ giới là gì? Bây giờ mình nghe giữ giới, phạm giới, mà đôi khi bản thân mình chưa biết giới là gì. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giữ giới, mà hễ ai đụng cái đó, người đó phạm giới. Thấy không? Mình hay chỉ trích người khác phạm giới lắm mà không biết mình phạm nhiều. Thì bây giờ chữ giới á, đơn giản thôi, quý vị chỉ nhớ giới vậy nè: giới là đạo đức. Giới là đạo đức. Người có đạo đức nghĩa là người ta không vi phạm những gì sai. Dễ thôi. Ví dụ giờ người đó không ăn cắp, sống đời rất là thanh bạch, mặc dù người đó chưa đi chùa, chưa biết giữ giới, chưa có thọ giới gì từ Phật giáo cả, nhưng mà người đó biết một điều rằng sống ở đời không phải của mình, tại sao mình lấy? Người đó đạo đức chưa? Đạo đức. Người đó chưa bao giờ biết gì về giới hết, nhưng mà người ta biết một điều là tôi sống không bao giờ nói gian, nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo ai hết. Người đó giữ giới chưa? Và người đó có đạo đức không? Có đạo đức. Vậy thì giới nghĩa là đạo đức. Rồi bây giờ cái thứ hai là quý vị hiểu rằng tại sao phải giữ giới. Nhà Phật gọi là giới thể. Giới nó có mấy loại nha: giới thể, giới tướng, giới tánh. Bây giờ mình nói cái giới tướng là cái action, cái mà người ta thấy. Thí dụ như đánh người đó, cái tướng người ta, cái tướng người đó là đánh người. Nhưng mà có thể là mình chưa có đánh, khởi lòng thôi: tao mà tao có cây tao đập mày chết. Trong đầu nghĩ vậy thôi. Có nhiều khi tức người đó quá: trời ơi, tôi biết hồi đó nó hỗn vậy, tôi bóp mũi nó chết cho rồi. Mình trong lòng mình khởi thôi. Cái đó gọi là giới tánh. Chưa có hiện ra tướng, nó còn trong tâm. Có khi gọi là giới ý đó. Nhưng mà bây giờ cái thể là gì? Thể nghĩa là cái nature, cái mà tại tất cả những cái giới này để làm gì? Một mục đích thôi: ngăn cái ác. Tất cả giới, cái thể của giới chỉ để ngăn ác thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ nói về luật đi đường. Ôi cha, người ta đưa ra quá trời những cái cách để đi đường. Lúc nào chậm, lúc nào nhanh, lúc nào bao nhiêu speed, rồi lúc nào được sang len, lúc nào không được sang len. Tất cả những cái chuyện luật lệ trên đường lộ nhằm mục đích để làm gì? Tránh cái gì? Tránh tai nạn. Thì cái thể của tất cả mọi cái luật lệ trên giao thông để nhằm bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người. Đó gọi là luật giới thể. Vậy quý vị hiểu chữ giới thể không? Giới thể nghĩa là cái mục đích, cái tôn chỉ và tất cả những luật giới đưa ra nhằm ngăn ngừa những cái điều sai quấy của con người. Dễ thôi. Cái đó gọi là giới thể đó. Cho nên thường thường mình nguyện Phật, mình nói: nguyện cho con giới thể châu viên. Nghĩa là làm sao con sống mà con đừng vi phạm những điều sai quấy. Và con thọ rất nhiều giới, và gom lại chỉ có một điều thôi: nhằm mục đích bảo hộ, đừng để cho chúng ta vi phạm. Cho nên trong giới luật của các thầy, các sư cô, nó có một cái gọi là ác tác, nghĩa là việc làm ác. Có một cái gọi là ác thuyết, nghĩa là những lời nói ác. Ví dụ như mình vừa nghe chuyện của người ta xong, lại ngoắt chị kia lại: lại đây tôi nói cho nghe, sư cô á nha, sư cô giữ giới, sư cô không nói dốc, nãy nó nói xấu con, để sư cô nói cho con nghe. Thí dụ một vị sư cô nói như vậy là ác thuyết. Có cần thiết phải nói điều đó không? Trong thập thiện đó, nó có cái giới là không nói những lời vô ích. Người ta nghe cái chuyện đó lợi ích gì cho cả hai, rồi bản thân mình được lợi ích gì? Cả ba đều không lợi ích thì tại sao phải nói? Mà nếu mà hành động như thế thì chúng ta gọi là ác tác, nghĩa là hành động xấu. Thậm chí ví dụ mình ghét người ta, mình chỉ trỏ người ta, mình mắng, mình sỉ vả người ta, đều đi vào trong cái ác tác ác thuyết. Vậy thì chơi bài có tội gì? Kiếm tiền của anh chơi thôi. Nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội, nhưng mà nó là nhân gây các tội. Ví dụ anh thua quá rồi anh làm gì? Anh đi mượn. Mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không? Anh dám nói tôi chơi bài thua quá không? Không. Trời ơi, má con bệnh đau, giờ cần tiền mổ gấp, chùa bị hoài chứ gì. Đây bữa hôm mấy tuần ấy trước có bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy vô: thầy ơi cứu con thầy, má con bệnh nặng ở Việt Nam mổ mà không có tiền, mà bây giờ cần gửi tiền gấp, thầy cho con mượn 2.000. Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ. Mình nghĩ trong bụng ông này chắc cũng 70-80% nói dốc rồi. Nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi ông má ông bệnh thiệt làm sao. Thôi người ta mới cúng 500 đấy, thôi giờ đưa cho chú đỡ. Ông đi luôn, không có trở lại đâu. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mà nó là gây cái nhân để gây các tội. Thứ nhất là tội nói dốc, tội lường gạt, rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì? Ăn cắp, ăn trộm, đúng không? Ăn cắp đồ của gia đình mình, ăn cắp tiền của gia đình mình, rồi cà thẻ. Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tánh tình đời sống không còn dễ thương nữa. Uống rượu cũng không có tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Tại vì khi mình uống rượu vô rồi thì tâm trí mình cuồng loạn. Cho nên cái giới thứ 5 á, hồi nãy quý vị nghe cái giới thứ 5 á, là ý thức được khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Cho nên cái giới thứ 5 mà nói đơn giản là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy rồi đó, thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi. Nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình. Và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không lẽ người ta bỏ mình chết thì người ta phải cứu mình. Mà thưa đại chúng, chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người Phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc, tài sản mất mát, gia đình ly tán, mà chưa có một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết. Mà người nào cũng tự hào là tôi mạt nhờ nó, gia đình tôi không còn gì hết cũng nhờ nó. Phải không? Thành thử ra cái đó, đó chữ phạm giới đó không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình, nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi, chứ Phật không có bắt tội ai hết đó. Quý vị nhớ là cái chữ tội trong Phật giáo không có nghĩa là có một ông thần, ông Phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái. Ông đâu có rảnh, ông đâu có quẩn kiểu đó đâu. Mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội? Chữ tội đây là gì? Chữ tội là gì? Khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm, gọi là phạm tội. Anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu. Anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi, là không biết làm. Nhưng mà anh đã biết cái đó sai. Có ai người ăn cắp biết mình sai không? Biết không? Biết chứ, không biết sao đi lén lút. Nếu không biết mình sai sao đợi lúc nhà ta không có người mới vô? Nếu không biết mình sai mà tại sao tinh vi trong cái vấn đề ăn cắp? Biết mình sai mà vẫn làm, cái đó là tội. Như vậy chữ phạm tội hay là phạm giới nghĩa là anh vi phạm cái điều mà anh không nên làm, và chính cái đó anh biết nó sai, anh vẫn làm thì tội. Chứ Phật không có bắt tội ai hết. Anh làm điều đó thì khổ lụy nó đến với anh. Đó, cái đó gọi là địa ngục, cái đó gọi là trừng phạt. Cho nên địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tâm. Khi tâm mình dày chắc những sự mê mờ không sáng suốt gọi là địa ngục. Ví dụ mình giận ai đó, mình chấp trước cái câu nói người đó, hành động người đó, là mình đóng một cái tường rất là dày. Rồi mình đau khổ với lời nói đó, hành động đó. Thậm chí người đó xin lỗi mình rồi mình vẫn không tha thứ. Cái đó là mình tự mình giam mình trong địa ngục chứ gì đâu. Trên địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Khi nào mà mình ôm ấp một sự cố chấp dày đặc, mê mờ thì địa ngục có mặt. Cho nên không luận là Phật tử thọ ngũ giới, đi chơi casino mới phạm giới, mà bất cứ người nào, dù anh là người thường, anh đạo gì cũng cần biết, mà anh vướng vô cờ bạc là coi như khổ não nó tới rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống mình mới đưa xuống mà mình không thấy chỗ này tốt, đào nó lên kịp. Để đó nó hồi nó mọc rễ, nó bám vô rồi, nó bứng nó ra khó lắm. Thì nhà Phật nói như vậy để nói lên cái ý nghĩa là mình giải cái nghiệp. Nếu mình biết cái đó sai, dừng liền ngay đó thì những cái rễ nó không mọc. Cho nên giải nghiệp là như vậy. Thì ở đây dù Phật tử không thọ giới hay thọ giới mà chúng ta đã vướng vào đó thì cái tội, cái khổ nó tới rồi đó. Cho nên rồi á, có nhiều khi mình đi chơi với cái ý nghĩa là đi chơi cho vui. Nhưng mà thưa đại chúng là thường thường người nào đi chơi vui rồi một lát cũng đắm chìm, thua 100, 200 rồi bắt đầu nó thôi để gỡ. Đó, nhưng mà gỡ không phải là gỡ, không phải mình gỡ của họ mà họ gỡ của mình. Thật sự ra cái đó là cái mình nên cẩn thận. Kính bạch Thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe Pháp của Thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật. Vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo Thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe Pháp á, bây giờ nó thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe Pháp với niệm Phật. Cái nghe Pháp á, là chỉ là cái Pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là Pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe Pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất, mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên, rồi mình giải, ôi nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Thấy không? Cho nên học là nghe Pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Thấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe Pháp không? Nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Rồi Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng, nói trời ơi may là ông Thẻo Hòa ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên đó, hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh, giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, không? Tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con, cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy nghe giảng chỉ là mình học cái pháp thôi, còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á, người nào cũng sai đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột, có gián thì mình, nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó, mình có thể làm. Nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc. Thì tôi không muốn tổn thương, tổn hại đến quý vị. Tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin thầy, con hỏi nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh, nhưng bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1. Không biết mình sẽ bệnh gì. đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. Thứ hai, chừng nào mình bệnh. Thứ ba, khi nào mình chết. Thứ tư, chết vì lý do gì. Thứ năm, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Di chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cái người ta hỏi thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa, mình ở chùa chứ mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hàng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân ở đây có chùa không? Hãy có chùa cái gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa. Con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo. Vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì hễ là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa. Thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, thì hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là Chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi, chỉ có cái giọng khác thôi, chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, phải không? Rồi cũng khổ theo miền dùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ 5 anh em mà 5 cái kiểu nghĩ, 5 cách sống thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên đó, mình đó, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Đó. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii, ở Maui, 2 ngày khóa tu, giảng những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà ma sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật? Trời ơi, bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất, quý vị nhớ chiêm bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chiêm bao. 1 là do túc nghiệp nè. 2 là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. 3 là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. 4 là quỷ thần. 5 là thiện thần, ta mách bảo, ta gia hộ mình, hay quỷ thần quấy phá. Thì hàng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là 5 cái thức của 5 cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt, là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị Năm, chị Ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàn thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là 5 cái thức nó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. 5 cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được, rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được, thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. 5 cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Nó thức, cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muống xào quá, tối ngủ mình thấy ra muống. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muống. Cho nên á, hàng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, gọi là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là Mình chỉ thấy trong chim bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có 4 cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người, thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực, thì có một cái người đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó, thì nó cứ nhanh nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng, ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ổng tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang ăn thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gỗ với nhau, rồi họ tới với mình họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình đấy, tôi thấy bữa đó cái ông đó cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không, mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói nó không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ, cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó nó có 4 cách ha. 1 là khai, 2 là giá, 3 là trì, 4 là phạm. Khai, giá, trì, phạm, 4 cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là 4 cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn 2 câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của Đạo Phật nè. Quý vị nhớ 2 câu thôi là quý vị giữ giới được. 1 là chỉ trì, 2 là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng, trì mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó, không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, Đó là tác trì, đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này: chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc. Mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình. Nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà, con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng, và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây mình biết, ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử, học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe Pháp hay về chùa nghe Pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Mà khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình, mà không bị người khác làm mình tác động. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Và cũng xin thưa đại chúng là quý vị nào tham dự khóa tu đó thì xin quý vị nhớ ghi danh, bởi vì tu viện cần số lượng, biết số lượng để mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cũng như là thực phẩm cho mình trong mấy ngày tu tới. Vị nào không đăng ký trực tiếp ở bàn thư ký thì quý vị online vào website của chùa. Bây giờ đã có một cái hình thức đăng ký ngay trên mạng luôn, rất là tiện lợi, không cần phải in giấy ra điền gì nữa hết. Mình register online thì khi mình đăng ký xong mình gửi về một cái là tu viện nhận liền cái information, cái chi tiết đó của mình. Thì mong đại chúng phát tâm tham dự những khóa tu. Và Pháp Hòa rất là mừng thì mỗi năm những cái phương tiện mà đăng ký tu học đó nó được phát triển tốt hơn để cho mọi người thuận lợi dù các vị ở xa. Dạ, xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Dạ. Đại chúng có khỏe không? Trước hết, Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị một lần nữa. Bởi vì lúc nào trong khóa tu cũng có những người đến sớm, có những người đến muộn, thậm chí có những vị mới đến hồi sáng nay. Và trong bất cứ khóa tu nào cũng có những cái trục trặc về vấn đề các cái chuyến bay về Edmonton. Có một Phật tử dẫn con đi tu học mà đi từ hồi sáng ngày 30 mà mới đến đây hồi sáng này. Quý vị thấy không? Tây Thiên đi khó lắm. Cho nên là chị đi tới, bay vô máy bay, bay 2 tiếng rồi bay ngược trở lại. Tất cả hành khách trở về hết. Ngày hôm sau 31 Tây ra đi tiếp. Đi xong rồi đi lê tiếp, rồi về tới đây hồi khuya này mất hành lý. Cho nên thưa đại chúng là trong một khóa tu nào nó cũng có, trong một cái khóa tu nào nó cũng có những cái trục trặc, hết cái này tới cái kia. Giống như tối hôm qua vậy đó, hồi chiều quý thầy họp lúc 4 giờ, microphone còn xài tốt, tới hồi 7 giờ rưỡi lên làm lễ sám hối kia, nó sám hối trước mình. Âm thanh không có, làm mất thời gian của đại chúng cả nửa giờ đồng hồ hơn, và hì hục chạy ra trai đường, bưng nguyên cái dàn máy ở dưới trai đường lên thì bắt đầu nó làm việc. Đêm hôm cũng không dám tháo ra, sợ sáng nay nó biểu tình tiếp. Tới sáng hôm nay mới có thể tin được, tạm tin, rồi đem ra ngoài kia trả lại cho trai đường. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa, công ăn, việc làm, nói chung là tất cả những cái duyên trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là những cái duyên thế gian, duyên đời, thì chúng ta sắp xếp lại hết rồi để chúng ta trở về đây. Chúng ta làm một việc thôi, đó là gieo gì? Gieo duyên. Mà gieo duyên của đời hay của đạo? Của đạo. Chúng ta gieo cái duyên, tại vì hàng ngày chúng ta sống, chúng ta giao tiếp biết bao nhiêu những cái duyên. Có những cái duyên cũ rồi chúng ta cứ sống với nó, rồi mỗi ngày cái duyên cũ đó nó thêm đậm, rồi mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục gieo những cái duyên mới, có phải không? Đức Phật có giảng một bài kinh gọi là nghiệp cũ, nghiệp mới. Mình có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó đưa tới, rồi trong cuộc sống này chúng ta lại tiếp tục gieo những cái nghiệp mới nữa. Thành thử ra nếu mình không có nghe được bài kinh đó thì mình không có biết cách làm sao để nhận ra những cái nghiệp cũ của mình, để chúng ta chuyển hóa và chúng ta có tuệ giác để chúng ta giảm thiểu đi, gieo những cái nghiệp mới. Như vậy đó thì hy vọng là trong đời sống này mà Phật, Tổ hay quý thầy thường giảng cho chúng ta nghe là cõi đời bất an. Mà gần đây nhất quý vị thấy không? Bao nhiêu những cái tin tức khủng bố, giết người liên tục, nhất là bên Âu Châu trong mấy tháng vừa qua. Thành thử ra những cái khủng bố đó, những cái tai nạn đó nó xảy ra ở trên thế giới này. Và ngay cả cái giây phút mà cái thế kỷ văn minh như thế này mà chúng ta cũng còn có những cái đó nó xảy ra. Mà nhiều khi càng văn minh thì cái đó càng lớn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta đang sống ở một thời kỳ mà người ta gọi là đấu tranh kiên cố. Không? Rồi chúng ta cũng nhận thức được chúng ta đang sống trong cái thời đại của đấu tranh kiên cố, cho nên chúng ta phát nguyện trở về đây để chúng ta tập một cái đời sống nhẹ nhàng, an tịnh, mà chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có 10 ngày thôi. Mà 10 ngày như vậy đó, và trong 10 ngày này nó cũng có những chương trình nó xen kẽ, cho nên nó cũng cắt bớt đi. Cho nên thưa đại chúng là mình gieo duyên, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta chưa có thì chúng ta nguyện gieo. Thí dụ đời này mình chưa đi xuất gia được, cho nên bây giờ mình tập gieo cái nhân của những cái đời sống của người xuất gia. Ví dụ như ở nhà mình bới chén cơm ra ngồi ăn nói chuyện, hay bới chén cơm ra ăn, ăn với cái tivi, ăn với tờ báo, hay ăn với cái điện thoại, vân vân. Bây giờ mình về chùa mình cũng ăn, nhưng mà gieo cái duyên là ăn trong an tịnh, ăn trong tỉnh giác, ăn trong một cái nhận thức sâu sắc là chúng ta đang quá hạnh phúc, đang được ngồi ăn cơm với cả một đại chúng mấy trăm người mà toàn là những người cùng một tâm niệm tu hành. Và mỗi miếng ăn của mình là chúng ta khởi lên niềm biết ơn vô tận. Thưa đại chúng, là có những món rau mình ăn được những Phật tử mang từ Mỹ qua chứ đây không có. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy hồi trưa này mình có cái món gỏi rau má đó. Má đó là má Mỹ á. Chứ không phải má ở đây. Ở đây làm gì có rau má mà ăn. Ở đây là không có trồng được rau má, mà nếu như ngoài chợ mà có bán đi nữa đó, mình mua cũng không nổi. Tại vì ở đây rau rất là mắc, phải không? Thành thử ra nếu mình ăn được cái miếng rau má đó, mình thấy nó ngon á, là mình biết là bao nhiêu người đã để tâm tới mình. Nếu người ta không để tâm tới mình, ta đi không cho nó khỏe, chứ mắc chi người ta phải khiêng nệ rồi trả tiền cước rồi mang qua đây, tận qua đây cho mình. Cho nên một miếng ăn đó cả một sự trân trọng. Thì cái trân trọng đó đó, tức là mình gieo cái duyên với cái người cúng, gieo cái duyên thiện lành với người cúng. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ những cái gì mà mình ráng mình khắc phục được là mình thật sự mình gieo cái duyên của người xuất gia. Thời của Phật á, là không, trước đó là Phật không có chùa, không có tịnh xá, ở trong rừng. Mà thậm chí Phật còn nói là mình ngủ ở một nơi nào mình ngủ không quá 3 đêm. Tại sợ mình sao? Mình dính mắc với cái chỗ đó. Mình sợ mình dính mắc với chỗ đó. Thí dụ như tuy ngủ gốc cây, nhưng mà trời, được cái gốc cây này nó không có lồi lõm, nó bằng phẳng nằm khỏe quá, khỏe hơn những gốc cây khác, là bắt đầu mình sanh cái tâm dính mắc với nó. Rồi bây giờ mình thích cái phòng 212 rồi là phải 212 mà 312 cũng không chịu nữa, thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải tập gieo tất cả những cái duyên dù nó là khó khăn. Tại vì mình nói với người nhà mình đó, là tôi lấy holiday 10 ngày tôi đi tu học. Không hề nói với người nhà là tôi đi chơi à. Mình không có nói với người nhà là mình đi chơi, mình không có nói với người nhà là tôi đi enjoy, mà mình nói với người nhà là tôi đi tu học. Thế thì tu cái gì mà học cái chi? Mình nói mình đi tu học mà tu cái gì? Mình học cái gì? 2 cái chữ đó thôi. Cũng giống như ngày xưa chư tổ mà viết 2 chữ sanh tử để ở trong phòng mình, để lúc nào cũng nhắc mình cái sống cái chết nó kề. Sống sờ sờ đây, nhưng mà chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ thí dụ như quý vị quán chiếu từ cái ăn, cái ở, cái học của mình rất là nhiều những công sức. Ví dụ như mình ngồi ở cái trai đường, tuy nó lạnh, nó đơn sơ, nhưng mà cái trai đường đó nó đâu phải tự nhiên mà nó có. Mình phải mướn người ta tới dựng. Mà một cái khóa tu như vậy mà cái liều này không là 10 mấy ngàn. Pháp Hòa không phải và nói tiền, nhưng mà Pháp Hòa ở đây và muốn nói là mình nhìn để mình thấy mình thôi, mình khắc phục được hết. Cái ở, cái ăn, rồi bây giờ nó tới cái học. Quý vị thấy là quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức, chư tăng ni, đặc biệt là quý ngài lớn tuổi, không quản ngại già yếu, bệnh hoạn, đường xa về đây với mình. Và gần gũi nhất, đặc biệt nhất là thượng tọa giáo thọ của mình, thượng tọa Thích Minh Quang. Ngài đang dạy khóa tu ở Cali, rồi ngài bị té, dập ba xương, ráng ở trong bệnh viện điều trị, cũng không có nghỉ, cũng qua đây với mình. Nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng cái ơn mà mình nhận ở nơi quý ngài với những người đàn na tín thí với mình quá nhiều. Mình chỉ tuyên bố là mình tu học một cái thôi, là bao nhiêu những cái duyên khác đến trợ cho mình. Những cái duyên khác trợ duyên cho mình, mà mình không khắc phục được những cái duyên mà chút chút thì nó uổng quá. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng nhận được cái gì gọi là tu và cái gì gọi là học, và nói gần gũi là quý vị ngồi thiền đó. Thiền không nhất thiết là mình phải tréo chân ngồi trên tọa cụ bồ đoàn hàng giờ, nhưng mà chúng ta biết quán chiếu từng sự từng việc để chúng ta thông tất cả. Thường thường á, người ta hay nói, quý ngài hay dạy mình ngồi thiền cũng phải ngồi cái mông tức là phải ngồi không, mà thiền ở đây nữa không. Mà nếu mình thiền được ở đây thì mình an lạc trong từng cái ngõ ngách của cuộc sống này. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, vô đây mình chỉ tu thôi mà mình cũng chưa thoải, mình cũng chưa hạnh phúc, thì nếu mình sống ngoài đời mình hạnh phúc với ai? Ngoài đời người ta là bon chen, người ta giành giật, người ta đủ thứ hết. Mình vô đây mình không có cái đó, mình phải nhường, mình phải nhịn, cái đó gọi là tu. Và nếu như người nào mà dở thì mình học. Học cái gì? Không phải học cái làm theo, mà học là vĩnh viễn đừng làm cái dở đó. Học cái vĩnh viễn phải xin chừa cái đó nếu lỡ ai có dở, chứ mình không cười, không trách, không có nói tới nó lui gì hết, biết thôi. Bây giờ mình nói là mình đi xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa, mà giờ mình nói một cái nghĩa thôi, đó là xuất phiền não. Nếu mà chỉ cần được một nghĩa của nó thôi là mình đủ ăn suốt đời rồi. Cái gì mà làm mình khổ nhất chính là phiền não. Ví dụ như tôi nghe rằng ở chỗ đó cái tấm y đó đang được cho mọi người thỉnh, chạy tới cái y đó hết trơn. Trời ơi, thiệt chậm chân chút không được cái y đó, vải loại đó, mai kiểu đó, thí dụ vậy đó. Trong lòng cứ phiền não hoài, đâu ai chọc mình giận đâu. Cái gì mà làm mình bất an, trong lòng mình không còn bình thường nữa, nó đều là phiền não. Cái này Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó. Không cần ai chọc mình giận, chỉ cần mà cái tâm mình nó không còn bình an bình thường nữa là phiền não rồi. Khóa tu nào Pháp Hòa cũng gặp nhiều Phật tử mới, và vị nào cũng bày tỏ rằng trời ơi, tôi không ngờ là hôm nay tôi được tới đây. Đây là cái niềm mơ ước lâu năm, xem băng và biết khóa tu mười mấy năm mà năm nay mới được đi. Nếu mình thấy được cái đó, mình nói được cái điều đó, thì cố gắng sống cho thật hạnh phúc trong 10 ngày này. Ngày hôm qua không biết là đại chúng có tụng cái bài sám nguyện lúc mình sám hối bằng cả trái tim của mình không? Nếu mà mình tụng cái bài đó bằng cả trái tim của mình thì mình có thể khóc được. Mình có thể khóc được, mình có thể cảm nhận được từng lời từng chữ trong đó. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Mình nói mình đi xuất gia gieo duyên, chứ đâu phải mình tới đây để mình có một cái holiday. Ở đây không phải là cái resort. Thì tất cả những cái gì mà nó khó mình bỏ qua được hết thì sao? Không có còn đuổi hình bắt bóng nữa. Những cái mà mình yêu cầu, cái nhu cầu mình đó là những cái đuổi hình bắt bóng, an trú hiện tại. Thiếu gì một chút được hết, tại mình thực hiện đúng lời chư tổ dạy, tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ của mình, ba cái thiếu không sao. Thưa đại chúng, ngày hôm qua đó, quý sư cô và vài em Phật tử ở trên chánh điện đây xếp cái chánh điện này tới 1:30 sáng. 1:30 Pháp Hòa lên đây một lần nữa. Rồi thầy trò lại tiếp tục dọn dẹp xung quanh, thùng ốc cái gì thêm tới 2 giờ mấy. Rồi Pháp Hòa đi một vòng nữa, cái thấy rác chỗ này, rác chỗ kia. Pháp Hòa làm thêm vòng nữa, có tới 3 giờ mấy. 4 giờ rưỡi Pháp Hòa mới được ngã lưng chút. Mà hết chỗ rồi. Giờ Pháp Hòa nói trời, đi tới lui. Có một thầy, thầy nói sao không đi ngủ đi, có chỗ không? Thiệt sự là không có chỗ. Mà Pháp Hòa nói dạ, thầy cứ ngủ đi, con có chỗ. Mà Pháp Hòa đi ra đi vô hoài, chờ tối nay ngủ đâu ta? Cái Pháp Hòa mới nói trời ơi, bình thường hả, mênh mông chi địa, muốn nằm lăn đâu cũng được, tối nay kiếm chỗ cắm dùi không ra. Rồi cuối cùng Pháp Hòa kiếm được chỗ hạnh phúc nhất là ở cái góc bàn tổ đây phía sau, có nằm được tiếng. Trưa hôm nay lẽ ra là giờ của thầy viện chủ. Rồi cái Pháp Hòa vô nhắc thầy thì nói thầy mệt quá, thôi con lên đi. Không lẽ mà nó còn mệt hơn thầy. Thôi thì bây giờ mình làm cái gì? Im lặng mà nhận lời chứ biết làm sao. Rồi Pháp Hòa mới ngồi xuống trước khi lên nói trời ơi biết nói gì đây. Thiệt sự là bây giờ không có in ấn gì được hết, tại vì cái printer không còn mực, mà internet cũng không vô được, không làm gì được hết. Cho nên trước khi lên thì Pháp Hòa mới lấy tờ giấy đại khái ghi ra vài điều, những gì mình muốn chia sẻ. Đây là đột xuất. Rồi Pháp Hòa nghĩ rằng cũng được, thì tại vì buổi đầu thì Pháp Hòa muốn lên thăm đại chúng và hỏi thăm đại chúng có được khỏe trong một ngày này. Và dĩ nhiên là mình nói là 10 ngày tu, vì đây chỉ mới là ngày đầu. Và ngày đầu thì nó rất là mệt, tại vì mình chưa có quen giờ giấc, hoặc là mình mới tới hồi khuya, hay mình mới tới hồi sáng, giờ giấc chưa quen, ăn ngủ rồi gặp trời mưa trời gió suốt mấy ngày nay nữa. Cho nên có nhiều cái chướng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bệnh. Nếu mà chúng ta ra đường nóng lạnh rồi trời mưa, mình không biết bảo hộ thì mình bệnh cái gì? Bệnh cái thân. Còn mình tiếp xúc biết bao nhiêu trăm người đang ở đây mà không khéo thì mình bệnh gì? Bệnh cái tâm. Mà rốt cuộc rồi thì cơm thì cũng ăn, kinh thì cũng tụng, thiền thì cũng ngồi, pháp thì cũng nghe. Nhưng mà thật sự ra ngồi là ngồi vậy thôi, chứ thân và tâm nó đều bất an hết. Cho nên nếu như mình biết lấy cái nón để che nắng, lấy cây dù che mưa, lấy cái áo mặc cho nó ấm để giữ thân mình khỏi bệnh, thì đại chúng hãy lấy 2 chữ tu học, lấy 2 chữ xuất gia, lấy 2 chữ gieo duyên để chúng ta làm gì? Làm cái che mưa, che nắng, giữ ấm cho tâm mình. Tại vì mình giữ thân như thế nào thì mình cũng bảo hộ cái tâm mình như thế đấy. Có nhiều cái mình phải tu, mà đặc biệt là cái thói quen của mình. Nhà Phật gọi thói quen là tập khí. Ví dụ như mình có thói quen là ngủ khuya, thức thì thức khuya, mà dậy thì dậy trễ. Nhưng mà ở đây á, mình vào trong chúng rồi á, thức khuya là chuyện của mình, phải không? Nhưng mà dậy sớm là chuyện của đại chúng. Nhưng mà đừng có sớm quá. Nhất là khi mình sống chung với chúng á, mình biết phần mình nhưng cũng nhìn xung quanh. Trước khi mình mở đèn, giờ này mấy giờ rồi? Thành thử ra thưa đại chúng là đại chúng nên giữ sự yên lặng trong khi chúng ta ngủ nghỉ. Và đặc biệt là nếu chúng ta có thức sớm thì chúng ta cũng đừng cố gắng, đừng làm ồn, để cho cái không khí nó được yên tĩnh. Và đặc biệt là buổi sáng, khi quý vị nếu hôm nào mà trời không có mưa thì trời rất là đẹp, mây rất là đẹp, nắng hồng lên rất là đẹp. Quý vị có thể đi thiền hành từ ở Quan Âm Đài, đi ra Trai Đường, đi qua Chánh Điện, vân vân, từng bước chân an lạc. Tại vì khi mình trở về sau 10 ngày rồi, mình muốn tìm những bước chân ở một cái chỗ sự yên tĩnh này không có. Cho nên đặc biệt là những vị ở xa. Sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để cho tất cả chúng ta nhận thức. Cái thời gian nó mau lắm. Quý vị thấy vậy chứ thoáng thoáng là hết 10 ngày mà như là bao nhiêu năm trước. Lúc nào đầu khóa tu cũng nhắc chúng ta trân trọng, đừng lãng phí từng ngày, từng giây, từng phút mà chúng ta có. Trừ trường hợp hôm nào mình bệnh, mình không khỏe thì mình nghỉ tụng kinh hay là mình nghỉ ngồi thiền vân vân. Còn khi nào mình khỏe, mình lên được, cứ lên. Mình không ngồi dưới đất được, mình lên ghế mình ngồi. Phải không? Mình mới tu có ngày là mình lên chức rồi, chức thượng tọa. Thượng tọa quá trời. Cho nên mình tu là mình sửa. Tu là mình sửa đi những cái tập khí, những cái thói quen của mình. Thí dụ như là thói quen của mình là mình ăn vặt, thì hôm nay á, mình tập 10 ngày này mình giảm. Tại vì mình muốn thực hiện ăn chung với chúng. Trừ trường hợp bệnh thôi. Thí dụ mình bệnh đường, mình cần phải ăn để giữ cái lượng đường mình cho nó quân bình để mình tu, vân vân. Cho nên nếu như mình khởi một cái chút gì phiền thì mình lập tức mình buông bỏ, để chúng ta thực hiện được đúng cái nghĩa của chữ xuất gia là xuất phiền não gia. Và chúng ta thực hiện được đúng cái nghĩa của chữ tu học. Chúng ta tu là sửa những cái thói quen của mình, thói quen cũ của mình. Và chúng ta học cái gì? Học rất nhiều bạn đạo. Nếu mà đại chúng để ý là quý vị sẽ thấy xung quanh mình thầy mình nhiều lắm. Người ta hồi đó, người xưa ta nói là ba người đi chung là thế nào cũng có một người là thầy mình mà. Phải không? Thành thử ra mình học những cái đó. Có hai thứ mình cần phải thay đổi. Một là thay đổi bản thân. Hai là mình phải thay đổi nhận thức. Bản thân của mình á, hồi xưa mình sống mình đi theo cái tập khí, cái nghiệp, cái phiền não của mình. Đa số là chúng ta đời sống hàng ngày là chúng ta sống theo cái phiền não, sống theo cái nghiệp của mình. Ưng chi làm nấy, phải không? Đa số là vậy. Ưng gì làm nấy à? Đó. Thành thử ra mình vô trong này thì mình thay đổi bản thân. Mình đừng có nói là tôi vậy đó, tánh tôi vậy đó. Nếu mà tánh mình vậy đó thì làm sao mình làm một sư cô được? Làm sao mình làm một vị thầy tu được? Một vị xuất gia là phải có cái tâm nhu nhuyến, có cái tâm uyển chuyển, có cái tâm tùy thuận đối với tất cả hoàn cảnh và chúng sanh. Nếu mà mình chưa thay đổi được bản thân mình thì làm sao mình dám mong thay đổi bản thân người khác? Cho nên có một cái chúng ta cần thay đổi là thay đổi bản thân. Nếu chúng ta có những cái mà bình thường mà chúng ta sống thì đây là giờ phút 10 ngày để chúng ta quán chiếu và thay đổi bản thân mình. Hôm rồi á, thưa đại chúng, là trước khi khóa tu người lớn á, thì chúng ta có khóa tu của các em nhỏ. Thì có một buổi sinh hoạt Phật Pháp với các em. Thì Pháp Hòa nói với các em là các con có muốn người ta thương mình không? Nó dạ muốn. Và mình muốn người ta thương mình thì trước hết mình làm cái gì? Mình phải thương người ta. Mình phải thương người ta thì người ta mới thương mình lại. Ở đời là nó là như vậy thôi. Cho nên mình chưa thay đổi được bản thân mình, nói sao đời tôi không biết thương ai hết trơn. Thì làm sao mình nói là ai thương mình nổi? Đấy không? Cho nên thay đổi bản thân. Bản thân mình còn nhiều thứ để thay đổi lắm. Pháp Hòa mình nói đây là cái gần gũi nhất. Cái gần gũi nhất là cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái những cái bình thường của mình. Những cái bình thường mà chúng ta như vậy. Thật sự ra cuộc sống chúng ta hàng ngày, quý vị thấy từ sáng tới chiều, chúng ta lo gì đâu không à. Nếu mà nói cho đúng á, quý vị thấy từ sáng tới chiều nè. Sáng ra cái lo ăn, ăn sáng. Không? Rồi đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Rồi làm hồi cái ăn trưa. Thậm chí vừa ăn sáng xong cái ngồi gãi đầu, nó không biết ăn, lát ăn gì ha. Tối trước khi đi ngủ còn mở tủ lạnh coi sáng mai nấu gì ăn ta. Thành thử ra tối ngày mình lo bao nhiêu việc thôi. Rồi tóc, rồi đủ thứ hết. Thật sự cái đó không phải là nó không đúng. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nhìn của cái người xuất thế để chúng ta nhìn vào đời sống thế gian, thì chúng ta thấy tối ngày chúng ta lo. Nhưng mà không có không được, vì không có không được. Ví dụ như bây giờ nè, nói vô đây tu nhưng mà giờ phải lo chỗ ăn nè, phải lo chỗ gì, chỗ ngủ nè, phải không? Rồi phải lo chỗ gì mà quan trọng nhất, chỗ gì quan trọng nhất? Cái chỗ đó không. Pháp Hòa nhớ có một lần Hòa dẫn bà cụ 80 mấy tuổi tới một cái chùa chung với một cái đoàn mấy chục người luôn, mà chùa có một cái nhà vệ sinh nè, sắp hàng quá chừng luôn. Bà chịu hết nổi rồi bà ra bãi cỏ bà ngồi xuống cho nó đỡ chút. Cái Pháp Hòa đi ngang và thăm bà, cái bà nói, bà lúc đó bà gồng riết bà chịu hết nổi rồi, bà ráng chịu hết nổi. Bà nói, thầy ơi, tôi nói thiệt với thầy nghe, nhìn ăn được, nhìn khác được, mà nhìn cái này nhìn không có được. Cho nên nội cái chuyện đó là phải lo. Mà quý vị biết không, trước đây, trước khi tháng 5 mà vô rồi, tháng 5 vô thôi là tội nghiệp các anh Phật tử ngày đêm ở trên này. Cuối tuần là không biết mặt vợ con là ai hết. Mỗi đi làm một tuần 5 ngày, sáng thứ Bảy 8 giờ là đã tập hợp ở Trúc Lâm, rồi kéo nhau lên đây làm tới 7-8 giờ tối, mà 2 ngày cuối tuần như vậy. Mà không phải một mùa hè, đã bao nhiêu mùa hè qua các anh không có holiday với gia đình. Lên đây lo cắt cỏ, lo dọn dẹp, lo làm cái này, làm cái đó, đủ thứ hết. Quý vị thấy bây giờ quý vị đến vậy đó, chứ mà sau một mùa đông rồi đó là nó đủ thứ rác rồi đủ thứ hết. Nội cắt cỏ, cắt khúm này khúm kia nó mọc. Quý vị thấy không? Pháp Hòa nói như vậy không phải là để nói công lao, không có đại bác gì hết trơn á. Nhưng mà nói để cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày mở mắt ra là chúng ta thấy tràn đầy những cái ơn. Và chính chúng ta thấy cái ơn như vậy đó, cho nên chúng ta sống và chúng ta làm hạnh phúc lắm. Hồi nãy đại chúng ăn cơm xong, đi thiền hành xong, quý vị ra về, thì Pháp Hòa ở lại dọn dẹp với thầy Tịnh Tạng. Hai thầy trò dọn chánh điện. Thầy đang ngồi, thầy xếp gì đó Pháp Hòa quên ở phía sau nè. Cái Hòa ngồi phía sau thầy Đức Tạng. Thầy, quý vị nhớ thầy Đức Tạng không? To bự, cái lưng của thầy Hòa nằm hai người cũng hết. Cái Pháp Hòa ngồi phía sau lưng thầy Đức Tạng, Hòa ngã cái đầu vô, Hòa nói, con ơi, thầy đuối như trái chuối này. Nhưng mà nói vậy sợ thầy hiểu tiếng Việt chưa rành nữa. Hòa hỏi, con có biết trái chuối là gì không? Và con có biết là chữ đuối là gì không? Pháp Hòa mới nói extremely tired. Rồi xong Hòa nói ở Việt Nam mình nói cho nó bắt vần thôi, đuối như trái chuối. Cái xong cái thầy mới nói, Pháp Hòa nói, thầy, bây giờ con mới thấy là thầy nói rất là đúng. Hỏi thầy nói gì đúng con? Thầy nói nếu mà mình làm việc bằng cái tâm của mình không có mệt. Mà con thấy đúng á, ngày hôm qua đó, con ngủ có 45 phút rồi, mà con không có mệt. Đó, thì thường ngày thầy trò đi trên xe tâm sự nói chuyện với nhau, hay là những lúc ăn cơm hay những lúc ở trong phòng Pháp Hòa vô chơi ngồi nói chuyện, thì Pháp Hòa hay chia sẻ, hay nói những cái việc, Pháp Hòa hay nói những việc gì mình làm. Không phải là để cho các thầy Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa muốn thấy cho các thầy, Pháp Hòa muốn các thầy phải làm cái con đường phụng sự. Mình sống cho riêng mình nó dễ lắm, nhưng mà sống cho muôn người, sống cho tất cả không phải dễ. Mà cái đó nó phải có cái chí nguyện, phải có cái phát tâm. Pháp Hòa muốn nuôi dưỡng cái tâm đó của các thầy, chứ không phải Hòa kể để Hòa khoe, mà phải Hòa kể để cho các thầy thấy mình sống với thầy và những gì thầy làm. Pháp Hòa mới nói những gì mà thầy làm, thầy set up giống như hôm nay lễ an cư, các con phải lấy máy chụp hình, chụp lại rồi để vô một cái cuốn album những cái tuần tự tổ chức một khóa tu phải làm gì. Thí dụ như chỗ rửa chén phải set up làm sao, trai đường phải làm sao, bàn cho quý thầy nhận an cư. Tại vì qua rồi là không nhớ. Mà bây giờ cái phương tiện rất là dễ, là chúng ta có cái iPhone, chúng ta có cái máy chụp hình digital, chụp là nó lưu, không cần rửa. Chứ Pháp Hòa cứ nhắc hoài, năm nào khóa tu Hòa cũng nói nhớ những gì mình làm ra phải lấy máy chụp lại, để sau này thầy không còn thì các con biết mà phải làm gì. Và hồi chiều, hồi trưa này đấy, mới hồi trưa hai thầy trò ngồi, Pháp Hòa mới nói, thầy mới xây qua, thầy nói vậy, bây giờ con nhớ lời thầy nói rất là đúng. Mình làm bằng cái tâm mình không có mệt. Mà suốt cả tuần lễ nay, ngày nào Pháp Hòa cũng 1 tiếng, 2 tiếng, chưa có đêm nào tới tiếng thứ 3. Ngày hôm bữa thứ mấy, bữa 31 Tây là sáng Chủ nhật cái gì? Quý cô báo là thầy ơi sáng mai không còn đồ ăn. Thế là 11 giờ khuya Pháp Hòa chạy về Trúc Lâm, na đồ lên về tới đây 3 giờ sáng. Rồi xong rồi chút xíu phải trở về Trúc Lâm để làm lễ. Hồi nãy quý thầy gặp nó, trời ơi đi ăn cơm đi tội quá. Mà nói dạ không, quý thầy vui là mình vui. Tại vì có một em nọ nó lên nó tu, nhưng mà cái đầu của em nghĩ rằng á, mình tu là mình phải không có được bận rộn như vậy. Mình tu là mình phải thảnh thơi, mình chỉ hít thở mỉm cười, mình chỉ đi vô đi ra, rồi mình ngồi thiền, mình phải học kinh vậy thôi. Pháp Hòa nói ở trong Phật giáo á, có một Bồ Tát tên là Địa Tạng. Ông không có chịu ở trên, ông ở dưới ở dưới đất, ở chỗ tối tâm. Có một Bồ Tát tên là Trì Địa. Cái việc làm của ông là chỗ nào hư đường hư xá thì ông đến đó, ông lo, ông lấp, ông làm cho nó tốt lại. Cho nên Phật giáo là rất nhiều hạnh để mà làm. Cho nên khi mình thấy xung quanh mình quá nhiều hạnh. Thưa đại chúng, ở trong khóa tu này có 2 vị Thiên Chúa giáo tình nguyện đến đây không có tu, chỉ để phục vụ đại chúng thôi. Mà quý vị đâu có nói cho mình biết họ là ai không? Không. Tại vì họ là Kim Cang Mật Tích. Họ là những vị Kình Sơn trì sử. Kình Sơn là ôm bưng cả cái núi, tức là làm những cái việc rất lớn và thậm chí làm những việc rất nhỏ. Nhưng mà ở đâu? Ở đâu? Cái câu kế là gì? Biến hư không giới, đầy dẫy hết. Quý vị bước xuống tới vô cái phòng hay là xuống tới trai đường hay ở dưới thì cư xá Trúc Mây là quý vị có cái chỗ nằm nghỉ mà quý vị đâu biết. Trước đó mấy ngày ai đã đến đây hút bụi, trải giường, vân vân. Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, mỗi bước chân của mình, mỗi hạt cơm của mình đầy ơn ở trong đó hết. Thế thì chúng ta còn gì nữa mà không hạnh phúc? Còn gì nữa mà chúng ta không sống trọn vẹn với những gì mà chúng ta đang có? Hồi xưa Phật phải đi lượm từng miếng vải đắp lại thành cái y. Bây giờ mình có một văn phòng tới thử y nữa. May là chưa có giày thử hài nữa. Thay đổi bản thân. Cái thay đổi thứ hai là thay đổi nhận thức. Có nhiều khi mình nghe, chưa bao giờ mình nghe tới Tây, mình chỉ nghe Tây Thiên mình chưa thấy. Nghe băng giảng, trời ơi khóa tu vui quá, được nha, bắt đầu sách vở tới. Sách vở tới bắt đầu thất vọng tràn trề. Thứ nhất là gì? Đường xa thăm thẳm. Thứ hai là xung quanh không bóng người. Thứ ba là gì nữa? Không có tiện lợi gì hết. Tôi tưởng tôi ở chung một cái building, lên này cái chánh điện, xuống kia phòng ngủ, tới nọ phòng ăn. Ai ngờ đã bắt đi cả đường cả ngày. Nhận thức. Có những cái nhận thức không có lúc nào nó cũng đúng đâu. Nhiều khi sờ trước mặt đây mà mình nhiều khi mình nói nó còn chưa đúng nữa. Để qua kể chuyện quý vị nghe, chuyện này mới xảy ra trong cái khóa tu mấy đứa nhỏ. Thì cái bữa đó là còn ngày nữa là hết khóa tu của các em nhỏ rồi. Thì năm nay khóa tu chia làm 3 khóa. Khóa thứ nhất là các em tuổi từ 12 tuổi cho đến 17. Khóa thứ hai là từ 7 tới 12. Rồi khóa thứ ba là từ 18 tuổi trở lên. Thì nhờ chia như vậy cho nên cái lượng các em nó chia nó ít lại. Tại vì hồi xưa mình dồn thôi nó cả trăm, bây giờ thì mình chia nó ra thì cái khóa người lớn này ít lại. Cái bữa nọ Pháp Hòa trước cái ngày khóa tu kết thúc, cái Pháp Hòa có cái buổi lễ quy y cho Phật tử, đắp y lên trên này rồi chuẩn bị làm lễ quy y, cái con cô Phật tử của chạy lên của hớn hả: Thầy, ở dưới cái phòng lầu dãy số 3 đó có hai đứa con trai con gái nó ôm nhau ngủ trong á. Trời đất ơi, Pháp Hòa nghe xong rồi tim Pháp Hòa nó đập thình thịch. Pháp Hòa mới nói: How can it be? Làm sao có chuyện này xảy ra? Mà mình đi, trên đường mình đi xuống, mình đi cũng khoan thai, nhưng mà trong lòng bắt đầu nó đánh lô tô. Trời ơi, nếu mình mở cửa ra mà thiệt cặp này nằm trong đó, mình nói gì đây? Lúc này phải thiệt là biết nói gì đây đó. Thì thưa đại chúng, là khi Pháp Hòa suy nghĩ, nếu mình gặp nó mình phải giải quyết như thế nào. Từ ở cái chánh điện này bước xuống đó có mấy bước mà trong lòng mình đầy những cái lo toan. Khi đi xuống tới đó, Pháp Hòa mở cửa ra thì trong đó thường mỗi phòng có 4 cái giường, phải không? Ở dưới này 2, thì có 3 thằng con trai nó ngóc đầu dậy nó ngó Pháp Hòa. Tụi nó ăn sáng xong rồi, nó dọn dẹp phòng ốc xong rồi, nó vô trong đó nó nằm chơi với nhau. Rồi cuối cùng nó buồn ngủ, mỗi đứa nó co nó ngủ. Mà trong đó có một thằng nó uốn tóc dài dài vậy nè. Mà lúc mà cổ mở cửa ra, cổ ngóc đầu dậy, cổ thấy cái tóc quăng, thì cổ nghĩ là một con nhỏ. Cổ lên cổ chạy, cổ nói: Thầy ơi thầy, có thằng con trai với đứa con gái nó ôm nhau nó ngủ ở dưới đó. Cái thì cổ nói mà cổ không đi theo mình để bắt quả tang. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa gặp cổ và nói: Trời ơi, nói gì đâu không à. Đó thì, nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ, khi Pháp Hòa kể xong rồi Pháp Hòa mới suy nghĩ, cũng tốt, cũng may là cổ nói ra. Chứ nếu cổ nín thinh, cổ không nói, mà cổ đi đồn, cổ khều, cổ nói: Bà biết cái gì không? Khóa tu vừa rồi, 2 đứa nó ôm nhau nó ngủ, mà ông thầy không biết gì hết. Cái đó chết lớn nữa. Giờ cổ nói, mà mình đi xuống mình kiểm tra, phải không? Mà khi mình kiểm tra mình xác định rằng all boys. Thì nó đỡ quá. Cho nên thưa đại chúng là đó, trước mặt mình xuất hiện, nhưng mà đôi khi mình còn nhận thức còn chưa được. Thì làm sao mà mình thấy những cái gì nó xảy ra mà mình lấy cái nhận thức bình thường. Cái gì mà có cái thức trong đó là có cái phân biệt, có cái dính mắc. Khi mình ở trong chúng mình tu á, tại sao mà người tu mình phải phủi tóc? Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà mỗi cái sáng mình bây giờ thật sự tuy rằng xuất gia gieo duyên mà chỉ mới nhá kéo chứ chưa phủi tóc, thành tựu cũng bận rộn với nó buổi sáng dữ lắm. Sáng ngủ dậy là cũng ở trong đó cũng hết nửa tiếng bắt đầu tu chứ phải cho tu đẹp chứ. Chả thử ra là rồi tuy rằng mặc áo tràng thôi mà cũng phải tém gì cho nó đẹp, phải không? Cũng phải có gieo có gì đó lên làm cho nó đẹp, mà hễ mà đắp y lên, tuy rằng đắp y rồi mà cũng phải sửa rồi, đứng rồi cho đàng hoàng, phải không? Thành thử ra phải làm đẹp. Mình phủi tóc tức là mình phủi đi những cái phiền não. Và trong 10 ngày này á, mình có thể nói là mình tạm quên hết những cái gì mà những cái thế sự. Tại vì chúng ta đã cố gắng để chúng ta gác hết tất cả những chuyện đó lại rồi. Bây giờ chúng ta chỉ vô đây chúng ta nói theo tiếng Mỹ là enjoy. Nhưng mà không phải enjoy theo cái kiểu đời, nhưng mà chúng ta biết enjoy theo cái kiểu của cực lạc. Ở cõi cực lạc, vì sao được gọi là cực lạc? Vì những chúng sanh ở cõi đó không có biết khổ là gì, chỉ toàn là hưởng những sự an lạc. Mà quý vị nghĩ có đúng không? Sáng và cái ngủ không cần, cứ ngủ thẳng cẳng đi. có người báo thức, sướng không? Rồi một chư thiên báo thức, chư thiên báo thức xong rồi cái mình ra mình Anthony, xong rồi cái mình lên chánh điện là chư thiên đã bày tọa cụ bồ đoàn sẵn, mình chỉ cần ngồi xuống để mà hít thở thôi, mỉm cười thôi, rồi tụng kinh. Chư thiên mình đang ở đây tụng kinh thì biết bao nhiêu chư thiên ngoài kia đang lo cái chỗ cho mình ăn sáng. Xong rồi cái mình về mình cất y, cái là rủ nhau ra cái có ăn tô ăn sáng. Ăn sáng xong chỉ cần đứng dậy một cái thôi, ăn rồi không cần phải lau rửa nhọc nhằn gì hết, y cõi cực lạc chứ gì nữa. Đó. Rồi tiếng, rồi một ngày nghe 3 thời pháp, tụng 2 thời kinh. Cho nên mỗi buổi sáng ra mình chỉ cần lấy cái giỏ đựng đầy bông hoa, rồi mình đem dâng cúng dường chư Phật. Đó, quý vị thấy bông hoa. Ngày hôm qua mình ngồi ở ngoài liều mình nghe mưa. Pháp vũ. Pháp vũ là mưa Pháp. Cho nên là mình thấy rằng mấy ngày ở nhà mình đó là mình phải rầu lắm, phải nấu, phải lo. Bây giờ ai lo ai nấu, mình lo tu thôi, trừ khi nào tới phiên mình. Còn những cái việc mà mình chăm sóc nhà vệ sinh, trai đường cho đại chúng, đó là mình phát tâm tạo phước. Phát tâm tạo phước, phát tâm cúng dường cho đại chúng. Mình không có gì cúng dường hết, xin cúng dường cái công quả của mình. Mình công phu tu tập tụng kinh bái sám hồi hướng công đức cho đại chúng rồi, đồng thời cũng phát tâm làm việc. Trừ những bác lớn tuổi, những vị lớn tuổi sức khỏe không có miệng, nhưng mình có sức khỏe làm, đóng góp ngày cũng được, 2 ngày cũng được. Vì mình dùng chứ ai đâu, mình có dùng thì mình có để công vô đó, mình tu sửa. Ở trong cái bài Bạch An Cư hồi sáng này của quý thầy quý cô có một câu đó: đại đức nhất tâm niệm, hôm nay con tỳ kheo gì đó nương vào chùa Tây Thiên để an cư trong 10 ngày. Nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Guarantee với cái vị vị mà ngồi nhận cái sự an cư, tờ an cư của mình đó. Cho nên mỗi mình thấy là đều có sự chăm sóc. Và khi mình thấy như vậy rồi là mình đọc 5 lời quán nguyện đó một cách hạnh phúc. Đọc rồi mình mới thấy rằng những lời quán nguyện đó toàn là những lời hướng dẫn cho mình trong cái sự tu tập, hướng tâm của mình đến cái nẻo thiện. Cho nên mình đang đi trên cái con đường của các bậc giác ngộ đã đi. Hôm nay là mình đang làm những cái người gì? Đang cái người nghịch lưu. Nghịch lưu tức là đi ngược dòng. Người ta đi làm cực khổ, lấy holiday 10 ngày, 2 tuần đi chơi. Mình không có đi chơi đó, đi chơi đó, đi chơi nhiều rồi, giờ đi chơi chỗ này. Và chúng ta được gặp toàn là những bậc thiện nhân cao đức. Phải, trong Kinh Di Đà nói đó, toàn là những bậc thiện hữu tri thức, thiện nhân cao đức của mình. Tại vì những người này đồng một hướng tu với mình hết. Quý thầy rất là hạnh phúc, rất là vui. Tại vì lâu lắm mới được gặp nhau ở trong một cái đạo tràng như thế này. Có những thầy Pháp Hòa quen cả chục năm mới được gặp. Giống như Hòa thượng Thượng Minh Hạ Lý và Thượng Minh Lý ở chùa Khánh Quang, 30 năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại Hòa thượng. Hồi nhỏ lúc ở Cần Thơ và đi sinh hoạt, đi công quả chùa Khánh Quang. Lúc đó Hòa thượng Khai Sơn còn, thì Hòa thượng ở trong đó. Thì lúc nhỏ chỉ gọi là thầy Lý thôi. Một năm về trước Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật sự ở New Jersey, Hòa thượng cũng Phật sự ở vùng đó. Ngài nghe Pháp Hòa ở đó, Ngài không có nhớ, nhưng mà Ngài nghe Pháp Hòa, Ngài mới đến Ngài thăm. Pháp Hòa nghe Ngài đến mừng quá, ra chào Ngài. Và Pháp Hòa thưa với Ngài là hồi nhỏ con ở Khánh Quang. Tại ở Cần Thơ có cái vùng, cái đường Đại lộ Hòa Bình, chùa Phật học, chùa Khánh Quang, Tịnh Độ, cư sĩ gì nó vòng đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa cứ vòng mấy cái chùa đó, hết qua chùa Tịnh Độ cư sĩ phơi thuốc, thì qua sáng thì qua hầu Hòa Thượng chùa Phật học, xong rồi qua tụng kinh chùa Khánh Quang, qua bán đồ chai ở chùa Bảo An. vòng đó. Hồi nhỏ đó, lúc đó Hòa chừng 8 tuổi, 9 tuổi gì thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa được gặp lại Hòa Thượng. Rồi năm rồi Hòa Thượng nói tôi muốn qua Canada ăn kiếm. Thì Pháp Hòa nói dạ, thì Hòa Thượng muốn qua thì mình thỉnh Ngài qua. Và hôm nay Ngài có mặt với chúng ta trong cái khóa tu học này. Cho nên mình tạm thời mình lãng quên những cái đau thương, những cái buồn phiền của mình trong những ngày trước để chúng ta tu. Và chúng ta gieo cái duyên này. Và chúng ta nguyện rằng nếu mà mình trong 10 ngày này mình có thời gian mình tĩnh lặng xuống để mình thấy rằng à, đây là những cái mình cần buông bỏ. Ngày hôm qua đi về Trúc Lâm, cúng xong thì trước khi ra cửa thì có anh chị Phật tử dẫn đứa con vô khóc. Thì Pháp Hòa cũng phải nán ở lại để an ủi chị một chút. Chị mới gần như là hát cái bài mà thầy ơi người ta đã bỏ con rồi thầy ơi vậy đó. Pháp Hòa mới nói cái đó đâu có gì buồn, đó là hết nợ. Chị không nhớ là chị đã từng tâm sự với Pháp Hòa bao nhiêu năm qua. Chị sống trong đau khổ, sống trong chịu đựng, trong uất ức, trong đủ thứ hết. Thì bây giờ người ta đã quyết định, người ta tha cho mình thì được, mình được tự do chứ có gì đâu khổ, có gì đâu buồn. Không? Thành thử ra nếu mà người ta gọi là gì đó, ở ngoài đời người ta hay kêu là bị bỏ rơi á, phải không? Hay là bị ruồng bỏ hay bị bỏ rơi, đó không phải bị bỏ rơi. Cái đó là người ta cho mình sự giải thoát. Chứ bỏ rơi gì? Mà nếu mà có rơi mà mình rơi, bây giờ không rơi đâu nữa mà mình rơi vô chùa thì là tốt chứ có sao đâu. Chị mới nói nghe thầy nói cũng có lý ha. Thành thử ra thật sự ra những cái đó nhiều khi chúng ta đã có sẵn rồi nhưng mà không ai khai mở, không ai điểm cái đó cho mình. Giờ chỉ cần điểm thêm cái nữa có nó đẹp. Giống như là người ta vẽ một cái bức tranh vậy đó. Thật sự ra nhiều khi bức tranh nó chỉ thiếu con nét quẹt lên nữa thôi, làm cho cái cọng cỏ chỗ đó nó xanh lên là bức tranh nó đẹp. Thì bây giờ cũng vậy đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó đã được vậy rồi, giờ thêm điểm nữa cái là nó đẹp. Thì quý vị cứ nhớ, thí dụ hôm nay mình nhịn được 3 ngày rồi, trời tức quá, cái người đó cứ nói hoài, thì cứ nhớ là mình nhịn thêm bữa nữa cái nó điểm lên. Bức tranh nó thêm điểm vậy đó. Mà quý vị phải tin một điều là mình có tu là có chuyển từ mình cho đến chuyển người thân. Ở đây có nhiều vị đã có kinh nghiệm cái đó. Mà khi mình chuyển được bản thân mình rồi, tự nhiên người xung quanh mình họ sẽ chuyển. Tại sao? Tại vì cái đức tu của mình, cái công phu tu tập của mình nhất định nó phải có kết quả. Chứ nếu không thì Phật biểu mình tu để làm gì? Và thưa đại chúng nhớ là mình theo Phật không phải là bởi vì Phật phù hộ cho mình. Mà mình theo Phật là bởi vì Phật chỉ cho mình cái cách làm sao để mình chuyển hóa cái đau khổ. Và đó là mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là giúp cho con người giải những cái khổ trong đời sống hàng ngày. Người ta có thể khổ vì ăn, vì mặc, vì ở, vì danh, vì lợi, đủ thứ hết. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có tất cả những cái đó, nhưng mà nó không làm khổ mình được. Tại vì cuộc sống chúng ta đi theo cái dòng đó. Nhưng mà nếu mà nó có cái gì nó bất trắc thì chúng ta hiểu là cái đó không phải là cái vấn đề. Mà nếu mà nó là vấn đề thì cũng là chuyện thường thôi. Quý vị nhớ năm ngoái mình có nói một câu không? Buồn rồi nào cũng qua. Cái gì mà đến ở với mình mỗi ngày? Buồn ngủ. Buồn nào rồi cũng qua. Chỉ có buồn ngủ đến mỗi ngày. Mà nãy giờ thấy buồn dữ lắm rồi đó. Nãy giờ Pháp Hòa thấy quý vị buồn dữ lắm rồi đó. Thôi quý vị buồn thì em nghỉ. Thưa đại chúng thì đùa vậy thôi chứ cũng đã hết giờ. Thì hôm nay là buổi đầu tiên, không phải là một buổi giảng kinh nói pháp gì, chỉ là ra thăm và đại chúng, và cũng như theo lệ mỗi năm. Tại vì lúc nào mình cũng có những người mới vào, thì những người mới vào thì nhất định sẽ có những cái chưa quen, phải không? Thì Pháp Hòa có lời thăm hỏi đến tất cả quý vị, cũng như là mong tất cả quý vị thông cảm cho cái hoàn cảnh còn sơ sài của Tây Thiên, và quý vị hoan hỷ cho tất cả những gì mà ban tổ chức thiếu sót, và cố gắng làm hết sức của mình trong cái khả năng của mình. Thì mong đại chúng thông cảm và hoan hỷ. Và cái quan trọng là chúng ta luôn luôn thấy rằng mình đang làm mấy chữ: xuất gia, là gì nữa, gieo duyên và tu học. Thì khi nào cái việc gì nó phiền não nó đến thì mình nói là mình đang xuất gia. Thí dụ lỡ mình thô, ồ mình đang xuất gia. Lỡ mình nổi phiền não lên, ồ mình đang xuất gia, tại vì xuất phiền não gia. Không? Sao chị không nghe lời tôi? Nói ồ mình chưa thay đổi mình, sao mình bắt người khác theo? Tôi biểu chị đi nghe này mà sao chị đi nghe nọ? Tôi biểu chị ngồi gần tôi mà sao chị ngồi với bà kia? Tôi biểu chị ngủ gần tôi mà sao chị không nghe, giờ chị than? Thưa đại chúng là mình không có biểu ai hết đó. Trong này là mỗi người ai cũng có cái tự giác của mình, phải không? Và ai cũng phải nỗ lực để chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba chữ chúng ta để lòng: xuất gia, gieo duyên và tu học. Kính chúc đại chúng còn 9 ngày còn lại. Nghe dài quá ha, nhưng mà không có dài đâu, mau lắm. Thành thử ra quý vị cứ nhớ là mình đã để biết bao nhiêu công sức, thời gian, đủ thứ hết mới được về trong này đây. Thành thử đừng có để cho những cái duyên lặt vặt nó lôi mình. Coi vậy chứ mình muốn gieo duyên xuất gia mà duyên thế sự nó lôi mình mà hồi nào mình không biết đó. Cái duyên tập khí nó cuốn mình hồi nào mình không hay. Cái duyên phiền não nó trôi mình hồi nào mình chẳng bao giờ biết. Tại vì mình để cho cái tập khí nó lôi kéo mình. Cho nên từng giây từng phút quán chiếu bản thân, quán chiếu tất cả những cái tâm hành của mình khi nó hiện khởi. Có một lần Pháp Hòa nói với quý Phật tử là mỗi người chúng ta ai đi ra thì cũng phải nhìn cái kiến một cái để bảo đảm rằng mặt của mình sạch sẽ. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta có một cái kiến soi tâm, và để coi chúng ta hôm nay chúng ta đã sống như thế nào, đã tu tập như thế nào. Và ở đất Tây Thiên này, hay là nói chung là đi đâu, hễ mưa thì chúng ta kiếm đồ che. Mưa mình cũng sợ, nắng mình cũng sợ, lạnh mình cũng sợ. Cho nên mình mới nắng thì mình che nắng, mưa thì mình che mưa, lạnh thì mình mặc áo ấm, mà nực quá thì mình làm gì? Quạt. Thật ra lúc nào mình có tím một chiêu để mà mình giải quyết những cái mình đang khó chịu. Đó là để mình làm dễ chịu cái thân. Nóng quá cái thân chịu không được, phải quạt. Lạnh quá cái thân chịu không được, phải mặc ấm. Đó. Mà quý vị cứ thấy, thí dụ lúc mà mình lạnh quá, kiếm cái nón trùm lên, kiếm áo lạnh mặc vào. Nhưng mà tới hồi nóng rồi, áo lạnh everywhere, nón everywhere là không được. Lúc mình cần nó, mình đi kiếm nó, mà lúc mình không cần nó, mình bỏ nó đâu có được. Đó. Cho nên mình, nếu mình để tâm mình được chánh niệm cái chuyện vậy đó. Cho quý vị thử chánh niệm nè, khi mình đi ăn cơm đó, sắp hàng đi vào lấy cơm giữ im lặng nè. Vào ghế ngồi giữ im lặng, chờ tất cả mọi người tới, chánh niệm im lặng. Ăn cơm xong rồi đợi chư Tôn Đức lần lượt đi ra, rồi mình nối đuôi đi theo. Nối đuôi tức là cái người cuối, nhưng mà khi ra là ra trước. Thấy không? Rồi đi tuần tự như vậy, cái hình ảnh nó đẹp. Mình đây đâu có thấm béo gì với những cái trung tâm lớn như là ở Phật Quang Sơn ở bên Đài Loan. Quý vị biết là cái trai đường Phật Quang Sơn ngồi mấy ngàn người mà ăn cơm không một tiếng ồn. ra vào không một tiếng ồn, người ta ngăn nắp trật tự vô cùng. Thí dụ mình đi ra thì mình nghe giảng hay tụng kinh xong cũng vậy, nên đi ra theo từng hàng từng lối cho nó ngay ngắn, cho nó đẹp. Rồi thí dụ mình lúc mình đứng dậy đó, không, lúc mình vừa nhõng người mình dậy, nhó người mình dậy, lấy hai cái tay dỗ cái bồ đòn lại. Để làm chi? Để nó không để lại dấu ấn. Tại vì cái bồ đòn này nó làm bằng cái hột lúa đó, cái vỏ lúa đó, cho mình ngồi nó thụng, phải không? Mà mình đứng dậy mà mình quên cái lát lại thấy nó thiếu cái trang nghiêm tế nhị. Cho nên khi mình vừa nhón người dậy thì hai cái tay đưa ra làm sao dỗ cái gối lại, mà dỗ nhẹ nhẹ thôi chứ không. Để quý vị thấy là nếu mà mình có chánh niệm thì nó từng chút như vậy đó. Đi lên chánh điện để đôi dép cho ngay, hay là nếu còn kệ để dép để lên cho ngay. Đi vào mình đi lòn hai, đi vòng hai bên, đi từng tự đi vào. Mình đang gieo duyên cái oai nghi, cái tế hạnh của người tu mà. Đắp cái y lên rồi là lúc nào hai tay mình cũng ở trước ngực này để biểu tượng. Thứ nhất là y phục, pháp phục trang nghiêm, đi đứng khoan thai. Và hai cái tay như vậy tượng trưng cho sự khiêm cung, cung kính, cung thủ mà, cung thủ. Rồi quý vị thấy đó, trời ơi, sao mà hình thức dạ không? Mình đang gieo duyên. Người tu đi như vậy, bây giờ mình đang gieo duyên phải tu như vậy. Người tu ăn như vậy là mình cũng ăn như vậy. Người xuất gia phải sống như vậy. Thì bây giờ nếu mình không gieo cái này rồi mai mốt lỡ mà mình, đây là lỡ nha, đi thiệt rồi cái là mình không có bỡ ngỡ. Biết hết, đắp y cũng biết, tụng kinh cũng biết, làm những việc của người xuất gia mình biết. Đó. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị. Mong tất cả đại chúng cố gắng giữ gìn sức khỏe trong những ngày này. Vì ở đây mưa gió bất thường, thời tiết thì nó lạnh. Cho nên mong đại chúng giữ thân cho tốt và giữ tâm cho tốt, để chúng ta trọn vẹn cái khóa tu xuất gia gieo duyên này. Để khi trở về thì chúng ta luôn luôn còn cái gì đó như là những hạt kim cương, những hạt châu báu mà chúng ta sẽ sàng lọc trong 10 ngày này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô